hôm nay đáng chú ý với một số thông tin cảnh báo. Đêm 25 tháng 2, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, khả năng kéo dài đến ngày 28 tháng 2. Cũng do khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to, tại các vùng thấp trũng còn có khả năng xảy ra ngập úng. Về nhiệt độ, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Trong không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 16 đến 19 độ C. Đồng thời, không khí lạnh gây gió mạnh, sóng cao, ảnh hưởng tới các hoạt động trên biển. Ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phía Nam, từ Đà Nẵng trở vào, tia cực tím UV phổ biến ở mức nguy cơ gây hại rất cao. Trong 3 ngày tới, chỉ số UV cực đại ở khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao.